Trong những ngày qua, Bắc Ninh là điểm nóng với số ca dương tính tăng nhanh. Và đến nay thì Bắc Ninh đã ghi nhận 46 ca mắc và nghi mắc COVID-19. Nhận định dịch còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là huyện Thuận Thành với 31 ca mắc và nghi mắc. Ngay trong đêm ngày 7 tháng 5, ngành y tế tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng và xây dựng các phương án ứng phó nếu diễn biến xấu xảy ra. Số ca mắc mới COVID-19 tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh được ghi nhận tập trung ở xã Mão Điền. Đánh giá, đây là ổ dịch có tính chất phức tạp. Toàn bộ hơn 15.000 người dân xã Mão Điền đã được lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm qua. Hơn 100 cán bộ được chia làm 8 điểm lấy mẫu, làm việc xuyên đêm để đảm bảo tiến độ. Chúng tôi đánh giá là cái ổ dịch của Mão Điền hiện nay là phức tạp nhất và hiện đã có biểu hiện lây nhiễm sang một số địa phận khác. Chúng tôi cố gắng để làm sao khoanh vùng sớm nhất. Sở Y tế Bắc Ninh cũng đã tăng cường lực lượng truy vết và đã rà soát được hơn 12.000 người có tiếp xúc với các ca bệnh, trong đó có gần 1.000 ca F1, trên 6.000 F2 và gần 6.000 F3. Rất tin tưởng vào cái đường lối lãnh đạo và quan điểm chỉ đạo dập dịch. Và trong cái bối cảnh thực tế của địa phương tôi hôm nay, tổ chức việc lấy mẫu phẩm cho nhân dân thực hiện rất là đảm bảo tốt. Do các ca mắc COVID-19 ở huyện Thuận Thành đều liên quan đến các bệnh viện tuyến trung ương, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để chống dịch. Cái mục tiêu đặt ra của chúng tôi là sẽ siết chặt công tác phân luồng, phân tuyến, khám chữa bệnh và thực hiện các mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên y tế cũng như người nội trú lâu dài tại các bệnh viện mà các cái khoa có nguy cơ cao. Thế và tuyệt đối cố gắng không để lây nhiễm chéo trong các cái cơ sở khám chữa bệnh. Cái thứ hai là chúng tôi tập trung cho việc xét nghiệm, rồi truy vết, khoanh vùng và đặc biệt là đối với những địa bàn mà phức tạp thì chúng tôi tổ chức xét nghiệm diện rộng và sẵn sàng triển khai điều trị cho bệnh nhân dương tính ở tại các cái bệnh viện trên địa bàn tỉnh cũng như là ở các cái cơ sở y tế và sẵn sàng cho cái bệnh viện dã chiến của tỉnh. Đặc biệt là nâng cao cái công suất xét nghiệm bằng cái kỹ thuật PCR ở tại các cái đơn vị khám chữa bệnh. Tỉnh Bắc Ninh cũng lên phương án xây dựng ở mỗi địa phương một khu cách ly tập trung với quy mô khoảng 1.000 người để chuẩn bị xử lý nếu dịch lan rộng. Sở Y tế An Giang xác nhận vào ngày 7 tháng 5 một trường hợp tử vong sau khi tiêm chủng vaccine COVID-19 của AstraZeneca là nữ nhân viên y tế 35 tuổi đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu. Và theo kết luận của Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế An Giang, nguyên nhân dẫn đến tử vong là sốc phản vệ trên nền cơ địa dị ứng non-steroid giảm đau kháng viêm. Để làm rõ thông tin về trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine AstraZeneca tại An Giang, thì chúng tôi đã kết nối điện thoại với giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế. Tôi xin nhấn mạnh là theo quy định của Bộ Y tế và chương trình tiêm chủng quốc gia, thì không riêng gì trường hợp ở An Giang, mà tất cả các trường hợp trước khi tiêm chủng đều được hỏi, tư vấn và khám sàng lọc kỹ lưỡng. Sáng nay, Ban An toàn vaccine quốc gia có họp thì chúng tôi đưa ra một số nhận định. Trước hết, đây là một trường hợp hết sức hiếm gặp trong lịch sử tiêm chủng. Người bệnh có tiền sử dị ứng với thuốc giảm đau chống viêm không steroid và cái triệu chứng của sốc phản vệ thì xuất hiện sau ít phút. Tuy nhiên, ngay khi xảy ra thì đã được cán bộ y tế ở đây cấp cứu và xử lý theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Đồng thời, ngay sau khi nhận được thông tin thì Cục Khám chữa bệnh đã có hướng dẫn từ xa, đồng thời cử các chuyên gia có kinh nghiệm về hồi sức cấp cứu tới tăng cường cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tuy nhiên, do diễn tiến quá nặng, mặc dù đã có hết sức nhưng người bệnh không qua khỏi, và chúng tôi hết sức cảm động khi nhận được sự cảm thông của gia đình. Thưa quý vị, trong khi cả nước đang cùng chung tay căng mình chống dịch,
thì chúng ta lại còn phải đối diện với một vấn nạn nữa, đó chính là vấn nạn tin giả. Và trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 thì nhiều thông tin sai sự thật liên quan đến COVID-19 trên mạng xã hội đã xuất hiện. Các tin giả đã gây hoang mang dư luận, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Và ngay trong chiều ngày 8 tháng 5, trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, đại diện Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho biết là sẽ xử lý nghiêm các đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật. Thưa ông có nhận định như thế nào về cái tình hình là tin giả nó đang bùng phát từ ngày hôm qua đến giờ? Đã có một số bình luận bày tỏ sự hoang mang, lo lắng một cách thái quá. Một số đối tượng xấu thì cũng đã lợi dụng cái việc này để tung những thông tin vaccine mà chúng ta đang sử dụng là vaccine giả và biến cái quá trình tiêm vaccine của chúng ta là cái quá trình thử nghiệm. Một số đối tượng đã lợi dụng dịp này kêu gọi người dân sử dụng một số loại thực phẩm chức năng phòng chống COVID-19. Thì một số các tổ chức mà cá nhân có hoạt động chống Việt Nam thì đã lợi dụng việc này để công kích, xuyên tạc với quá công tác chỉ đạo điều hành phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Đảng và Nhà nước. Chúng tôi cho rằng đây là những hành động phá hoại, gây bất lợi cho công tác phòng chống dịch bệnh. Vậy các ông sẽ có những cái hướng ngăn chặn như thế nào với những tin giả như thế này? Chúng tôi cũng đang phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Internet ở trong nước, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung, các nền tảng xuyên biên giới, công an địa phương trên toàn quốc phát hiện, ngăn chặn và xử lý thông tin sai lệch. Lực lượng công an thì cũng đang phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông để tăng cường các tuyên truyền. Với những cái đối tượng sau khi mà mình đã xác định chính xác là vi phạm rồi thì mình sẽ có những cái hướng xử lý nghiêm là như thế nào? Tùy theo tính chất mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, mức cao nhất đối với cá nhân có thể là bị xử phạt 20 triệu đồng. Trong trường hợp mà hành vi đó xâm phạm vào lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì có thể bị khởi tố điều tra theo quy định của pháp luật. Dạ vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thời gian gần đây, các lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Phương thức hoạt động của các đường dây này có điểm chung là đều có sự tiếp tay của những đối tượng trong nước. Và đã có không ít trường hợp môi giới, chủ khách sạn, lái xe bị xử lý nghiêm về hành vi này. Nhận thông tin địa chỉ ở Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh, sau đó gọi điện cho tài xế đến đón những đối tượng nhập cảnh trái phép để đưa đi một số tỉnh Tây Nam Bộ. Chỉ đơn giản như vậy là được nhận tiền. Trương Thị Lan ở Tây Ninh tưởng rằng giao dịch qua điện thoại sẽ an toàn cho đến khi bị cơ quan công an khởi tố. Vô đây mới biết là sự việc nó nghiêm trọng. Chứ ở ngoài thì cứ đứng ngày điện thoại người ta đón người, mình thưởng 100 đô một người thì thấy nó rất là dễ dãi quá. Cho nên bị can mới làm. Chủ khách sạn, nhà nghỉ, nơi lưu trú lái xe, chủ xe. Đây là những đối tượng tiếp tay mà cầm đầu các đường dây xuất nhập cảnh trái phép thường xuyên móc nối. Mình mù quáng, mình không hiểu gì cái hậu quả nó nghiêm trọng như vậy. Ta không biết sao nó xui khiến tới cái ngày giờ mình không có đắn đo được cái chuyện đến như vậy, thành ra mình không hiểu tới. Khóa chặt biên giới là điều rất khó khăn. Chính vì vậy, để ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh đi sâu vào nội địa, giải pháp hiệu quả đó là kiểm soát kỹ hệ thống lưu trú và hoạt động vận chuyển. Kiểm tra cái nhân hộ khẩu, kiểm tra cái tạm vắng, tạm trú, cái khách sạn và các cái nhà trọ trong dọc cái tuyến biên giới cũng như là trong nội địa. Trên cơ sở đó thì chúng tôi sàng lọc và xác định được những cái đối tượng nằm trong cái diện là thường xuyên tổ chức đưa đón môi giới. Nguyễn Hoài Phương đưa người nhập cảnh trái phép về nhà trọ và liên hệ xe khách chở đi, 7 năm tù. Sa Liêm đi xe máy chở người nhập cảnh trái phép, 3 năm tù. Còn người nhập cảnh trái phép nếu không bị COVID-19 sẽ bị đưa trở lại nơi xuất phát. Những nhà nghỉ không thực hiện đúng quy chế có thể rút giấy phép hoạt động, xử phạt hành chính, thậm chí có thể áp dụng các biện pháp hình sự. Với tội danh tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép, các đối tượng sẽ đối mặt với mức án cao nhất lên đến tận 15 năm tù giam. Mức thấp nhất cũng phải từ 1 đến 5 năm tù, sẽ là cái giá quá đắt nếu chỉ vì một chút lợi nhuận thu được từ việc trực tiếp cho thuê nhà hay là tiếp tay vận chuyển những cái đối tượng này mà phải nhận lại một cái hậu quả đáng tiếc đến như vậy.